Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị các bác anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, em tiếp tục làm video. Xin được gửi đến tất cả quý vị các bác anh chị những chiếc quạt nội địa Nhật. Đấy. Hôm nay em xin giới thiệu 3 chiếc quạt. Một là chiếc quạt Mitsubishi thân nhựa. Hai là một chiếc quạt Sharp. Và ba là một chiếc quạt Sanyo số ngủ đồng hồ hẹn giờ trên app. Đấy. Thì sau đây em xin đi vào chi tiết từng mỗi sản phẩm một. Và hôm nay là video buổi sáng của ngày thứ bảy, là ngày 20 tháng 4. Đấy. Em thứ nhất là một em Mitsubishi. Em này có chiều cao tầm khoảng 90 cm. Đấy, lồng trước lồng sau đều là lồng xi bầu nhựa túp năng cơ rút. Đấy, em này thì về phần nhựa thì em này rất ok các bác nhé. Đấy, cũng còn rất là chắc chắn. Đấy, sải cánh 30, cánh màu xanh nha, xanh dương. Đấy, cũng logo cũng còn rất là đẹp. Đấy, có cánh em bao cổ cánh nành, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đồng hồ hẹn giờ 180 phút. Đấy. Thì sau đây em đi test chức năng của nó luôn. Đấy. Đây là đang chế độ số 3. So nó hơi yếu đấy nên mình phải đấy. Chạy rất êm các bác nhé, cái số 3 này, đấy, gió rất mạnh luôn, chạy êm thì thít, đồng hồ hẹn giờ 180 phút. Số 2 và số 3. Và em này thì có một lỗi nhỏ. Thế này em thanh lý con này. Em này là số 1 nó bị mất số 1 các bác nhé. Không biết nguyên nhân làm sao nhưng mà nói chung mất số 1. Nó bị gãy cái lúm nhựa của cái chốt ấy gì đồng ấy. Cái nói chung là cái lẫy số 1 ấy là nó bị không vào điện. Đấy, bác nào khéo tay về các bác tự làm của em. Đấy. Em ba mọi chức năng hoạt động bình thường, cổ cánh nành. Đấy, hình thức còn là tương đối. Đấy, thân dưới bác cho bác xem này. Đấy. Đây là chỗ bắn nhá. Đấy, để em lau luôn. Bắn chứ không phải nó sứt đâu. Đấy. Sạch luôn này. Đây, bắn này em. Đấy, khoi em cầm lên em tra dầu mỡ để vệ sinh có loa. Đấy. Trông rất sạch sẽ. Đấy, một chiếc quạt nhựa. Đấy. Dây dợ còn rất đẹp. Cổ cánh này. Và em thanh lý chiếc này với giá 800.000 các bác nhé. Đấy, thanh lý bằng một chiếc quạt bàn luôn. 800.000. Đấy. Lỗi mốt và số là bị mất điện số 1. Em tóm lại là nó báo luôn là mất điện số 1. Đồng hồ hẹn giờ vẫn hoạt động nhá. Đấy. 800.000. Giá vỏ bọt mây trôi. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai. Một chiếc quạt Sharp. Đấy. Em này thì có chiều cao tầm khoảng 80 cm thôi. Đúng rồi, tầm 80 cm một tí thôi. Cánh thì rất ok. Cánh cái này các bác nhìn này. Cánh như chóp của gọi là động cơ phản lực máy bay này. Đây các bác nhìn cái cánh của nó ăn.
cánh ốc chí này. Bầu nhựa các bác nhé, cỏ cánh nành. Đấy, con này hình thức ở dưới con này tương đối, còn tương đối sát hết các bác nhé. Mỗi bầu nhựa thôi, túp 5 bập bênh. Đấy, hình thức còn đây, cỏ lành này, dây trắng luôn này. Các bác nhớ cánh của nó quá, con này chạy rất êm, gió nhiều. Lồng trước lồng sau đều là lồng sơn. Đấy, có vài điểm xước xác thì các bác thông cảm là bây giờ quạt cũ không thể tránh được. Túp lăng bập bênh. Đấy, cái bầu thì bị vỡ nha các bác nhé. Em đã nhỏ keo hai phần rồi, nhưng mà nó thì chắc chắn rồi, nhưng mà hình thức thì trông đằng sau thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, túp năng vào bênh luôn này. Đấy. Đấy, rất nhạy luôn. Đấy, em test cho nào nó luôn, em bật số 1 và đồng thời bật túp năng. Gió này, cái cánh này cho gió nó rất ok luôn. Số 1. À, số ngược, gió ngược các bác nhé. Số 3 thì lại là số gió ấy, gió bé. Số 1 thì lại là gió lớn. Chạy êm thiên thít luôn. Logo này, các bác nhìn nữa còn sáng bóng. Chữ Sam, số má. Sơn siếc còn nguyên zin luôn các bác nhé. Cái kia bầu thì nó bị gần như là con quạt sáp mà tút lăng bọc bênh thì gần như về vỡ bầu. Thì lúc cho cái sửa cái túp năng vào bênh thì bỏ cái đấy ra là đa số bị vỡ gãy, chạy rất êm luôn, túp năng hoạt động bình thường, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, các bạn mát lắm. Thì con này thì chắc chắn một kiểu là con này không đố được nguồn bên trong vì đế rất là mỏng, đế nó chỉ tầm khoảng năm cm thì không thể đút được nguồn vào được, các bác chịu khó cắm nguồn ngoài vậy thôi. Đấy, điện nguyên dinh 100V. Đấy, mọi thức hình thức còn tương đối đẹp, cỏ cánh em bao cỏ cánh này. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, bầu nứt đã xử lý xong. Thế mình không cách xử lý đúng là xử lý cái bầu mà dán keo hành phần bên trong ấy thì nó trông nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà nó không chắc chắn bằng ra bên ngoài. Ra bên ngoài thì trông nó xấu một tí nhưng mà nó chắc chắn. Đấy, em đã hàn và đã nhỏ keo hành phần thì rất là chắc chắn. Thế nhưng mà nó hình thức thì nó cũng hơi xấu thì vì nó vỡ rồi mà. Đấy, phải em thanh lý với giá em này với giá 3 triệu bác nhé. Đấy, 3 triệu đồng một con sáp. Cái cánh được, cái cánh của con này nếu các bác mà bị vỡ cánh mà mua cái cánh của con này rất đắt luôn nhé bác nhé. Em xin phép được chuyển cho em quạt thứ ba. Em này là một chiếc quạt Sanyo. Em này hình thức thì còn khá đẹp. Lồng ở trước là lồng mạ, lồng ở sau là lồng vanh si, bầu nhựa túp năng cáp.
Đấy, em này nồng trước còn rất là sáng, logo đẹp. Đấy, logo vàng chóe luôn. Lồng trước này các bác nhìn, đấy, không có một ấy nào luôn. Đấy, bắn đi tí em lo qua lại cho. Đấy, em này thì bầu rất ok luôn, bầu sáng. Cổ cánh lành. Em này có cả chính góc các bác nhé, 45, 65, 100. Dây rất trắng. Em kiểm tra lên bên đây này, đây. Dòng này thì em đã thay tụ rồi bác nhé. Dòng san thì đa số khoảng tầm gần như là 100% con nào về cũng phải thay tụ. Nó có còn thì cũng về nhà các bác một thời gian rồi nó cũng lại hỏng thôi. Tụ san rất là kém. Tụ san nó có hai cái nhược điểm là bầu hay vỡ và thường là hỏng tụ. Cũng chỉ được thời gian là lại cũng về hỏng thôi các bác, đỡ mất công bảo hành cho các bác thì em thay luôn tụ mới. Đấy. Đấy, cánh động cơ Z motor cánh xoắn này. Đấy. Ốc thì lại ốc cái xoắn luôn các bác nhá. À, hình thức con này tương đối đẹp. Đấy. Cổ trắng ngần nành nành nặng. Đây có mỗi chỗ này này vết sức một tí này. Mặt đi ra phím thu dây, hai đồng hồ, một đồng hồ tuôn năng cáp và một đồng hồ hẹn giờ trên app. Em này thì có rất nhiều option. Em này nó có 4 chế độ gió, đây chế độ số ngủ và có cả đèn các bác nhé. Đấy. Còn chế độ số ngủ là có đèn. Đấy, 3 số này thì là gió rất to. Số 3 này là gió như bão luôn. Đấy. Thu dây vẫn hoạt động bình thường. Vẫn hoạt động bình thường. Này nó có cả nút đây, chia điện 110 ra. Ví dụ các bác nào có một cái sản phẩm khác cũng như một con quạt nữa chẳng hạn, bác cắm vào đây 110 bác nhé. Đấy, bác cắm trực tiếp vào đây là ra điện 110 là ok luôn. Đấy, đồng hồ hẹn giờ chỉ nào 60 phút. Đấy. Tắt này. Đấy. Tắt nhé. Đấy. Đặc biệt em này có chế độ số ngủ này. Gió rất là new zeal, cả chế độ đèn sáng luôn. Em mà tắt đi cho xem các bác đèn này. Đấy. Chế độ đèn ngủ này. Rất ok luôn. Em này thì có một vết sức ở đây này và một vết sức ở đằng sau nữa thôi. Còn ngoài ra thì vết sức nhỏ nhỏ xước các bác nhé. Đấy, cũng không bị vỡ được. Đây con này thì nành nặng. Đấy, gió rất ok. Lồng còn tương đối cánh của cánh này. Điện vẫn còn nguyên zin 100V. Và em xin phép được bán em này với giá 3 triệu bác nhé. Bán cho trôi hàng. Đây còn thị trường thì không biết là giá cả như nào, nhưng mà con này em sẽ bán với giá là 3 triệu đồng. Sau này là do
so với lại năm ngoái là rẻ hơn năm ngoái rồi đấy. Đấy, còn bác nào hợp nhãn thì các bác mua ủng hộ em. Còn bác nào mà ví dụ như là chưa ưng được mẫu sản phẩm thì các bác cứ vừa xem vừa lựa chọn. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại cộng số Zalo là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tích Kỳ Hải Dương. Bác nào ở gần thì ghé thăm qua cửa hàng để được mắt thấy tay sờ những sản phẩm mà mình lựa chọn. Còn bác nào ở xa, chụp lại màn hình những cái mẫu quạt mà các bác lựa chọn, nó các bác chụp gửi lại em sẽ chụp chi tiết để gửi lại các bác, xong là báo giá. Đấy. Số điện thoại duy nhất của em là 0969 135 686 bác nhé. Đấy thì video buổi sáng ngày hôm nay thì em xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Và bác nào xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bác ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông phía trái màn hình. Để mỗi khi em phát video các bác sẽ nhận được những thông tin, thông báo đầu tiên mỗi khi em phát video. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt.